Thưa quý vị, nhằm động viên khuyến khích các doanh nghiệp làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, chiều nay 5 tháng 11, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 7 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2020. Thưa ủy quyền Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Lao động Thương binh Xã hội trao tặng bằng khen cho 7 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2020, bao gồm Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ, Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí BTSC, Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam, Công ty Sứ Vplaza Mỹ Xuân. 7 doanh nghiệp này được Hội đồng An toàn vệ sinh lao động của tỉnh đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về luật an toàn vệ sinh lao động, có nhiều giải pháp hay và hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, có sự quan tâm đầu tư nguồn lực lớn cho công tác an toàn lao động, thường xuyên cải thiện điều kiện môi trường lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Ngoài ra, các đơn vị này đều phải đảm bảo các tiêu chí không để xảy ra tai nạn lao động.